anh linh thiêng người bạc pháo binh mẹ tôi tóc xưa từng tìm nghe đàn pháo rơi tận mùa anh dọn cho khéo nhé kéo nằm vào nhà được anh Phương set up rất là hay, một con vang số S650 kết hợp với một cục đẩy AP. Con vang này đã được set up với 4 chế độ riêng biệt để chúng ta có thể hát ca cũng như nghe nhạc. Và ở đây chúng ta có một cặp loa Multivi. Cặp loa này các bác nào có thích thanh lý anh Phương thanh lý cho rẻ lắm. Theo các bác thì cặp loa này thanh lý khoảng bao nhiêu tiền nào? Bác nào mà xem video chốt được thì chốt luôn. Cặp loa này khách đang muốn đổi nó sang lấy cặp loa Mỹ của anh Phương. Kết hợp với một quả súp Mỹ, súp 4.8m đời cao. Một quả loa này, quả súp này chúng ta có thể kết hợp thành một bộ đôi hình này rất là hay. Nếu mua đôi loa này thì chắc chắn các bác mua thì giá nó phải đắt gấp đôi anh Phương đang thanh lý. Bác nào thích loa Multivi anh Phương thanh lý luôn. Sau khi mà nghe những đôi loa Mỹ của anh Phương thì các bác rất là kết, sẵn sàng mang Multivi đi đổi này. Ok, xin cảm ơn các bác rất nhiều. Hãy liên lạc với anh Phương với số máy 0971998555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.